Xin chào tất cả mọi người, mình là Duy, Máy móc Việt Nam. Hiện tại Máy móc Việt Nam có địa chỉ tại 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên mình đang hiện tại đang là nhà cung ứng các dòng máy hàn, máy cắt và các thiết bị máy xây dựng như là máy khoan, máy mài, dụng cụ cầm tay, máy cắt, thiết bị máy nén khí. Ngoài ra bên mình còn cung ứng các dòng máy thiết bị phục vụ cho gia đình. Trong quá trình xây dựng và kinh doanh, bên mình cũng đã phát triển được vài năm nay. Thì trong quá trình mà cung ứng tới cho khách hàng thì bên mình cũng đã có những anh em khách hàng từ Bắc vào Nam rất là nhiều, lắng nghe được cái khách hàng và mong muốn đưa tới cho khách hàng những dòng sản phẩm chất lượng hơn. Thì hôm nay bên mình sẽ mở chính thức kênh YouTube Máy Xây Dựng để đưa tới cho anh em một nơi cung ứng máy móc chính hãng với giá tiền và cách phục vụ tốt nhất, lắng nghe khách hàng. Đó chính là cái cách phục vụ bên mình đó, cung ứng cho anh em các dòng máy thiết bị trên toàn quốc. Nếu anh em có nhu cầu quan tâm cũng như là đang có nhu cầu quan tâm về máy móc thì liên hệ trực tiếp với Máy móc Việt Nam qua số điện thoại 0935 154 428. Xin chân thành và cảm ơn anh em. Nếu có mà thích cũng như là quan tâm các dòng máy cơ khí cũng như là các loại dòng máy mà xây dựng thì đăng ký kênh để ủng hộ bên mình để có thêm động lực ra những video mới nhất. Cảm ơn anh em ha. Rồi.